Chiều ngày 6 tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn và các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chợ Lách. Cùng đi có ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại xã Hưng Khách Trung B, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát làng mai vàng và mô hình sản xuất giống, khảo sát mô hình lót bạc trữ nước trong ao của người dân, công tác đo mặn, ứng phó hạn mặn trong sản xuất giống và hiệu quả đập tạm Thanh Trung. Đối với xâm nhập mặn, tính đến chiều qua, độ mặn gần 1,4 phần ngàn được ghi nhận tại xã Tân Thiền. Độ mặn đo được ngoài đập Tân Trung gần 2 phần ngàn, bên trong đập là 0,4 phần ngàn. So với năm 2022 thì năm nay mặn xâm nhập cao hơn. Đến thời điểm hiện nay, mặn đã xâm nhập sâu, chủ yếu theo triều và rút. Diễn biến mặn tại huyện Chợ Lách ở mức kịch bản 3, xâm nhập mặn nồng độ cao hơn năm 2016, thấp hơn năm 2020. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng cánh sông Hàm Luông, ảnh hưởng 8 trên 11 xã. Các địa phương tổ chức đo mặn hàng ngày, thông tin trên đài và các phương tiện khác như nhóm Zalo, Facebook để người dân kịp thời ứng phó. Nhờ tiếp tục chủ động ứng phó hạn mặn thông qua nhiều giải pháp nên ảnh hưởng của nước mặn đối với sản xuất của người dân là không đáng kể. Huyện Chợ Lách có khoảng 500 ao, mỗi ao trên 200 mét khối và trên 1.000 túi trữ từ 5 đến 25 mét khối. Ngoài ra, người dân còn trữ ngọt trong mương giường bằng mũ lót, túi chứa, bồn, thực hiện vận chuyển nước ngọt bằng xe. Diện tích đê bao chiếm trên 92% đất sản xuất nông nghiệp, trong đó đê bao dựng chắc có 105,7 km, bao phủ 4.985 ha, đê bao an toàn gần 77 km, diện tích 1.611 ha, đê bao cục bộ nhà nước hỗ trợ cống dân đắp đê có 60 km bờ bao, diện tích 2.652 ha. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, sản xuất mai vàng có thể mang lại thu nhập 100 triệu đồng một công. Huyện có trên 20 triệu cây giống trên các bãi, cây đã ghép và cây gốc ghép, tập trung là sầu riêng, mít, chôm chôm, bơ, số lượng tập trung 80% ở 6 xã cánh đồng của huyện. Cái này nó rất là lâu phân hủy, 100 năm. Thì tới mình làm luôn cái sơ dừa ép, bọc cái này, trồng không cần phải cắt cái này nữa. Tại xã Hòa Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy đến khảo sát hiệu quả mô hình liên kết trồng sầu riêng sau khi được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc tại hộ ông Quỳnh Văn Nghiệp, một trong 102 hộ của tổ hợp tác sầu riêng Hòa Nghĩa, diện tích 54,5 ha. Hiện nay, xã Hòa Nghĩa đang triển khai xây dựng mã vùng trồng sầu riêng diện tích hơn 75 ha. Thế thì bây giờ cố gắng xem là có thể liên kết với bà con ở bên cạnh này làm nhiều hecta ra. Mỗi một hecta thì bây giờ được mấy tấn một năm? Hecta là khoảng mười mấy 20 tấn. Nếu mà bán có giá cũng bật đẩy. Huyện Chợ Lách hiện có khoảng 3.500 hectare diện tích cang trái chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, nằm tập trung ở 5 xã cánh Tây. Mặc dù là năm nay thì cái xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng tương cái mức độ xâm lấn vào đất liền tương đối sâu. Nhưng mà vì chúng ta cũng đã chủ động có các biện pháp ứng phó cũng như thích ứng. Cho nên là cái tác động nó cũng không quá lớn. Tuy nhiên chúng ta không chủ quan cho việc này được, mà vẫn phải luôn luôn rất là chủ động trong cái dự báo, phân tích, thế rồi có các cái thông tin một cách kịp thời thông qua hệ thống công nghệ này của chúng ta đang ứng dụng rất rộng rãi. Đấy, xã hội số của chúng ta đang phát triển rất tốt. Đấy, thế thì từ đó để chúng ta có những cái biện pháp để thực hiện cho nó phù hợp. Đồng thời qua cái khảo sát và kết quả thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, thì chúng ta cũng thấy rằng là cần phải tiếp tục thúc đẩy nhanh cái quá trình tổ chức lại sản xuất, hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng, rồi thay đổi cái quy trình sản xuất. Đấy. Và tất cả những việc này nó phải gắn đồng thời với cái nhu cầu của thị trường, có thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu của chúng ta. Theo nhận định của lãnh đạo huyện Chợ Lách, thời gian tới, mặn sẽ xâm nhập sâu và ở mức cao và lâu hơn, thiệt hại của huyện sẽ có và phức tạp. Vì vậy, người sản xuất cần phải đầu tư thêm hệ thống trữ nước, lấy nước khi có điều kiện.